nói được một trang thì đem được trả lại một khoản rồi. Rồi biết đâu mà tại vì một khoản là làm nó mệt á, thì đem một trang rồi thì đôi khi là nó hơi khó thở. Mình sẽ cảnh báo luôn đó là mấy cái người mà Mỹ đó là trả cho các cái miếng này đó, thấy không? Đó là trả cho hết đó, hay kiểm tra là tiền là cái vấn đề đó. Là ông kèm nhau để thấy Mỹ tiền sau khi tiếp tục hai nước là sẽ trả nhé, đúng không? Đúng không? Đặt camera như mình có thể thấy có cả góc cạnh, đúng không? Phúc cơ nó đã trả rồi, nó làm thành cơ rồi, phúc cơ là thường của mấy bạn mà bắt đẹp hay không thì không phải nhám thì cũng nói cái vai trò đó là quan trọng mà ghép phải cũng phải đẹp ghép hai nước rồi nếu mà ghép đẹp thì thả đỡ cực một chút đó là hay à nếu mà ghép xấu thì thả hơi cực xíu à.